Loa tép có chạy được cục đẩy không? Đây là một câu hỏi của rất nhiều anh em hay hỏi. Đây nha. Đây, chứng mã anh em là cặp tép 1 triệu này. Đây, cái loại này là của tép 350 của các dòng loa full bát 30 mà được chúng tôi sản xuất rời ở đây. Đấy. Nhiều anh em lại cứ hỏi là đẩy có chạy được không? Đấy, mình sẽ trả lời anh em nhé. Đây là loa tép rời, nó không khác gì tép theo loa cả, chẳng qua nó để rời ở ngoài mà thôi. Đấy, nên là âm ly cục đẩy đều được, loa kéo cũng được, đài băng cũng được. Tép thì nó không phụ thuộc vào công suất nha. Như đôi 1 triệu này có thể dùng cho đài băng này, đài ô tô này, loa kéo này, âm ly hai sò đến cục đẩy 40 sò, ok. Dùng cho các cỡ bát từ bát 8 phân, bát 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50 đều ok, dùng tổng hợp. Nói chung là tép nó không phụ thuộc vào công suất nào cả và cũng không phụ thuộc vào cỡ bát to hay nhỏ nào cả. Đấy, anh em thì cứ hay hỏi là đẩy có chạy được không? Đấy, đẩy không quan trọng, cái chủ yếu là vang. Vang của anh em có chuẩn hay không? Đấy mới là cái quan trọng. Còn âm ly thì cái hệ thống mạch nút chỉnh ở đây nó có chuẩn hay không này. Đấy. Vang mới là thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải bàn. Chứ còn đẩy thì không quan trọng nha. Đập cặp 1 triệu đây. Đấy. Đây là cặp cái dòng loa full bát 30 nha. Nhưng mà loa full bát 30 của anh em không dùng đẩy thì là dùng cái gì? Đấy, nó là như vậy. Chẳng qua là cái tép theo loa nó rất hay cháy, hát nó lại cháy, nên anh em phải dùng những cái loại tép rời hầm hố chống cháy như thế này thì nó mới khỏi cháy. Chỉ 1 triệu một đôi thôi về là ok luôn. Rất nhiều anh em mua phải những hàng rẻ, hàng mã hoặc là những cái tép theo loa, có đợt anh em thay hàng rổ luôn, về nó vẫn cháy. Với những cái tép mà hàng tụ cảm, hàng rẻ, hàng thường, hàng không chống cháy thì về hát nó cháy cho. Có anh em mua 3-4 lần vẫn cháy. Anh em nó mất hẳn niềm tin vào cháy tép rồi, đến anh em thì cứ vào chúng tôi, anh em hỏi loa này liệu có chống cháy thật hay không. Đấy, mình sẽ trả lời anh em đây mới là loa tép chống cháy 100%, hàng bảo hành 1 năm. Số điện thoại liên hệ đây, xưởng loa tép chống cháy Nạp Phọc Ngân Sơn Bắc Cạn. Đấy, 1 triệu một đôi, loa tép nó phải như thế này nha. Đấy, cái hàng chống cháy lọc chói đầy đủ như này thì mới gọi là loa tép chống cháy. Ok nha, cháy là quá khứ rồi.